Em gấp lại nó, cái kia nó gớt ra gì có anh tổng quay quay quay. Nó dính như rửa nè. Kệ nó chưa ra. Muốn lắm á. Nè anh. Rồi, con thắt. Nóng quá hả mẹ? Nóng quá. Nóng quá. Thôi đục đục. Ừ. Ăn. Quá nóng. Ừ, nó dai. Ôi giời, không có gắn gặp không đúng vậy. Cặp ngược nó chân lắc à. Không có gắn. Mà dưỡng gắn lắm, cặp không đúng vậy. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Thôi Biết Miền Quê nha. Hôm nay thì mình sẽ làm lẩu gà chanh ớt cho cả nhà, cho cả nhà mình ăn nha. Ở đây thì mình có mua một con gà nè, gà này gà Thái Dương, với nhà cặp bên bán đó, mình mua về mình làm lẩu gà mình ăn luôn nha cả nhà. Hôm nay mình nấu lẩu gà chanh ớt thì ở đây mình có ớt hiểm nè, với ớt sừng ha, chanh, củ hành, củ cải đỏ, củ chế trắng, một ít rau niêm ha, niêm có ngò ôm với quế. Đây mình có rau ăn kèm thì có cầu nèo, rau muống và cải xanh. Rồi mời cả nhà cùng làm với mình nha. Gà này mình đã mần sạch rồi nha, mình rửa qua rũ rồi. Bây giờ mình chặt gà để mình sơ chế rồi mình đem đi nấu nha. Gà mình chặt ra xong rồi nè cả nhà ơi, thịt nhiều ghê luôn á. Bây giờ trước khi nấu thì mình sẽ đi ướp cái gà này nha cả nhà. Đó, ở đây thì mình có bột ngọt nè, muối, đường, tỏi, mình cho vô mình ướp chung luôn. Này vừa tươi này mẹ ơi. Ừ, con để hai trái đủ không? Hai trái đủ rồi. Mình chặt luôn ha. Ừ, con chặt đi. Dạ. Út đi thấm mẹ đi gọt cái cải. Dạ. Chặt luôn cho. Nấu lẩu mà có nước vừa tươi mới ngon mẹ ơi. Ừ, nước vừa tươi mới ngon con ơi. Không có nước. Dạ, không nước lẩu nó lạc lắm, nó lạ lắm, nó không ngon. Nó lạc cái nước thổ
là con thấy cha đuôi cây mai bằng trước cửa. Giao mẹ lục. Dạ. Cái này lâu quá, chặt kiểu khác đây. Một nhát. Sao ta? Hai nhát. Ba nhát. À, rồi. Cái này chưa có tết dân chợ bông hà tiết hôm nay con trong sớm hà tiết bông mùa sạch không nói gì. Rồi tỏi thơm à, mình bỏ gà vô mình xáo nè. Mình xào cho thịt gà nó săn lại nè, để mình thử mùi hôi luôn của gà. Rồi thịt thì mình xào cũng gì được rồi nè. Cái thịt mình để riêng, còn cái xương mình hầm nha. Rồi mình nhặt xuống rồi mình cho ra cái thau. Rồi bây giờ mình sấy tỏi để mình làm cái nước lẩu nha. Cho ít dầu. Ít tỏi mình chừa lại mình cho vô luôn, sấy cho nó thơm cái nước. Cái xương gà này vô để mình sấy mình làm nước lẩu nha. Nấu cho nó ra cái nước cho nó ngọt á. Rồi vô để mình nấu nước lẩu nè. Lẩu thì nước dừa thì nó ngọt, nó ngon lắm. Rồi nước sôi rồi, giờ mình cho củ cải trắng, củ cải đỏ với hành vô luôn nha. Ít hành tàu. Nó ngọt cái nước. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nước lẩu nha cả nhà. Ở đây mình có đường nè, muối, bột ngọt, mình cho vô luôn. Chanh nè, chanh mình dắt mình lấy nước cốt chanh nè, mình cho vô mình nêm nước luôn nha. Rồi mình cho ba cái lá chanh vô cho nó thơm cái nước ha. Cả nhà đừng sắc ra nha, sắc ra thì nó sẽ bị đắng nha. Rồi mình sắc mình bỏ thêm trái ớt sừng trâu vô cho nó đẹp ha. Đậu gà chanh ớt phải có ớt. Cái này là ớt không cay. Rồi bây giờ mình cho ớt với quế vô ha. Này có ớt hiểm nè, ớt sừng nè, mình cho chung vô luôn.
Wow, bữa nay quá trời rồi, lẩu ngon rồi. Chào cả nhà nha. Rồi, lẩu gà chanh ớt của mình đã nấu xong rồi, giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Bỏ giá làm gì? Bỏ giá. Ôi, nãy em lơ tay em quên à. Múc ra nãy quên đem ra. Chắc bị nóng quá. Ê, cho đưa chén, em bú này còn bỏ gà cho. Bỏ gà trước rồi nè. Ừ, bỏ gà đi. Gà muống với cải xanh là đúng bài nó luôn đó. Lẩu gà chanh ớt. Lẩu gà chanh ớt. Ớt hiểm. Ớt kim xanh. Ớt kim xanh với mình ở dưới bến mình nhóc á. Mà này em thấy chín nè, em hái mấy cái chín. Em gấp lại cái cái kia nó rớt ra gì có anh cộng quay quay quay. Nó dính vô rửa nè. Kệ nó chưa ra. Thì bỏ đồ rửa ra đây, hồi đây gấp bún luôn. Để nó cho nó gọn gọn lại. Đũa này gấp bún luôn. Dạ. Chín đó mẹ ơi, sôi nãy giờ đó. Thôi mời cả nhà ăn lẩu gà gia đình nha, mà cha mẹ. Cả nhà ăn lẩu gà. Thôi ơi. Chín chưa? Lẩu bụng rồi. Chín rồi, chín rồi. Không ăn này chan rau trước đi. Thôi con sẽ chín thì chan rau trước đi. Ăn rau trước đi, chan chan nước anh. Dạ. À, trong có mấy rau chín rồi đó. Sáng giờ không gầu. Thấy mình chưa tớt tước trễ thằng ta đó. Người ta tước 15, bữa nay 15 chưa? Bữa nay gặm mà đúng rồi. Bữa nay gặm nè, người ta tước mùng 10, người ta tước hết trơn rồi. Đi chơi tước trời lạnh á. Mà anh chồng khỏi tước. Ta sợ nó không có bông. Khỏi tước không có bông. Cứ ra gặm á, tước không? Còn nhóc luôn. Ta sợ nó không bông kịp cho Tết, ta trời lạnh á. Trời ăn đùi ra. Trời lạnh. Mẹ chắc chưa dám ăn đùi đâu. Ăn thịt đi. Bị nóng rồi. Đường nó cầm ra. Mẹ là phải nấu cái đùi nấu lâu lắm mẹ mới dám ăn. Rồi mời cả nhà ăn lẩu với gia đình mình nha. Chà, em thấy sao ăn được không? Ui cay nghe. Cay. Quá chừng ớt á. Mẹ cũng đâu thua lẩu phái đâu. Không ăn cũng giống nguội, giống lẩu phái à. Giống hả? Giống lẩu phái. Lẩu thái nó có sắp tế trong á. Màu đỏ đỏ. Rồi miếng ớt. Lẩu gà chanh ớt phải có ớt cay cay mới được chứ. Cái ớt hiểm mới thơm mẹ. Ừ, thơm. Nó sôi lên cái ba cái ớt hiểm nó ra. Ờ. Cay cay. Cay dữ luôn. Cay dữ luôn. Cay quá mới gấp ớt ra bớt đi. Thôi để lại mẹ, ăn như thơm. Ừ, gà gai mà. Gai gà vườn. Gà gà vườn, ví dụ có người ta, không có nuôi con nào chứ. Nuôi ha. Đó là... Gà cũng thịt nhiều lắm anh ơi. Nuôi gà cực lắm, nó vô nhà dữ dằn lắm. Thấy gà thì hết mới được chứ. Gà nó vô rồi nó nhảy nữa. Hồi đó là con bực nhất mà ở nhà mà nó nhảy vô nhà. Nhảy đổ đồ lum chân. Nhớ hồi đó mẹ nuôi gà mà kiểu gà bắn trứng đó. Dạ. Đẻ cái mỗi lần ở nhà lá nữa, mỗi lần nó đẻ cái nó lên nóc nhà nó bơi trời ơi. Sập nóc nhà luôn á, lủng lỗ trời bá luôn. Muốn ớt á. Nè anh. Nóng quá hả mẹ? Nóng quá. Nóng quá. Thôi ụt ụt. Ừ. Ăn. Lẩu nó phải nóng gì nè mới ngon. Ừ. Cánh thằng béo lắm. Già nó béo hết, rất béo.
nước tẩu nấu ngon quá. Nấu đậm đà vậy mới ngon nè. Dạ. Nó rất là không ngon. Chẳng con gà ngon. Với thêm hai cái dừa nữa đó anh. Nước dừa. Ừ. Nấu nước dừa. Hết rau chưa bỏ thêm? Chắc còn rau quá. Còn dưới còn bỏ cải xanh á. Dạ. Đang gấp tí không muốn nha. Ăn cải nó hợp hơn ăn muối thôi à. Ngon. Thử cái cánh nè. Cánh béo lắm. Tôi phải ăn cái da. Cái gà thái dường ăn cái da ngon á. Ngon ha. Đúng là gà chạy bộ nó khác gà thì ha. Dẻ thịt. Nó dẻ thịt. Xưa nuôi thả lan đồ được, giờ nhà kích kích không à. Cái đường lộ liền á. Giờ thả không được qua người ta. Sao á mình kiếm chỗ mình vào mình nuôi lại ít. Để chứ nuôi gà dễ bít lòng không ha. Ừ. Rồi chó này nọ linh luôn mà. Gào lứ cho con nuôi chó gào lứ gào cũng được nuôi chó cắn chuyện không mà lưới mua lứa 70 mới được cái này mày ăn biết không con ăn đi dạ. Thử miếng đi dễ lắm á. Lưới 70 có thứ cả trăm ngàn đó. Đâu dữ vậy? Ở đó mày ơi, bà tính ngàn thước á, nó đâu thu mày bộ. Nó tính ký. Ông ừ. Thấy không? Ba làm 40 ngàn ký. Rồi ông thấy một thước cỡ nhiêu ký. Nó có thu mày bộ không? Nó ký rồi. Anh cái năm hổm năm rồi tính năm mua hình như 23 ngàn ký. Đã mua lưới được nhiều quá. Dạ. 23 ngàn ký á. Thì em tính thước cỡ mấy ký? 3-4 ký. Thì ngon lắm. Thì mình mua cái loại như vậy, cái loại mà cái cọng bự hơi nhỏ hả? Ừ. Mua cọng năm gạo hết trơn, chỗ dòng nhà thứ năm hả? Dạ. Phía mình lứa bự 10 đó, thứ năm nó có 5 triệu á. Thêm ba thứ năm gà ngắn ngủng là hấp lòm. Kiếm cái đùi cho mẹ coi. Đùi đó gì nữa? Thè cái đùi nè, thôi. Ừ. Hai mét. Cạp đi. Đừng nóng nha. Ừ. Để cho nguội bớt nó được. Này cũng cạp được nè cha. Ừ. Đó là cái cánh. Đùi cánh nè. Đùi cánh. Đùi cánh. Có nóng. Ừ, nó dai. Ôi giờ không có gắn gặp không đúng vậy nè. Cặp ngược nó chân lắm à. Không có gắn. Hồi dưỡng gắn lắm mà cặp không dính vậy nè. Tập sâu thì sợ nó nóng. Cái này ngon mà sao đang đám cưới ít ai làm nè. Ừ, giờ đa ta số làm đám cưới là cù lao không à. Cù lao nhiều. Chứ làm đâu gà cái nớt ngon bà gố luôn. Cũng ít có lắm. Còn vô cù lao mà nước mà nó lạc quá là được, chúng để bún vô là chua nó vô mùi khoan lắm á. Ừ. Cù lao bún bây giờ phải cù lao phải hơi mặn tí, hơi ngọt. Giờ cái cù lao làm con gà gì là ngon ha. Đám á. Lỗ luôn. Lỗ á. Cái cù lao con 400.000 ai làm nổi. Con gà gần 200.000 rồi. Ừ. Đồ này nọ nữa không lỗ việc bởi vì ít làm phải mày tiết kiệm. Con gà 2 kg. Này chua cay ăn đã chưa? Chua cay cay.
cái đám tao nấu sắc đất tình bỏ vô á, ăn nó cái đắng đắng. Ừ, thơm bữa canh mà không bắn à? Ừ, để nguyên lá thì thơm mà nó không đắng à. Không phải chanh nữa ông ơi, lá chút á. Lá chút là dùng mình ít lắm rồi. Ừ. Mà thấy đây có lá chanh nè. Ừ. Nhà mình làm có lá chút rồi. Em bỏ vô ba lá, nó thơm ha. Dạ. Cái lá chanh này dùng mình ít lắm. Dùng mình lá giờ chút. Bây giờ mới có thôi chứ là gốc nó là ở An Giang á. Có hôm đó có cái chú kia xuống bán. Mà lá chút nó đâu có đắng anh. Thơm thôi nó không đắng. Thơm. Bởi vì nó cũng đắng mẹ ơi. Nó chan vậy mà. Đúng rồi. Ở thị xã lâu lâu cái có chú nó chạy xuống bán. Dạ. Cộng lâu lớn. Đất chị Đào chị mua. Đào mua cái gì? Ừ. Mua bá làm bá bán quán á. Này mình kiếm không gặp lá giang, không có lá giang làm lẩu gà lá giang ăn ngon lắm á. Dạ. Giang rừng núi nó có mà không có. Rồi mà... Cái đó ăn sống được phải không? Tân Ninh, An Giang. Con Giang. Phải không? Con không biết nữa. Mình như ăn được mà nó chua lắm, lá chua lẹ. Có hôm đó mẹ đi núi trên Châu Đốc á. Dạ. Rồi chú Hận rủ mẹ đi ăn bánh xèo lá giang. À, đúng quá. Nghĩ ăn sống được nhưng mà ông ăn sao cái mũ của nó ăn khéo dính, nó dính trên cái miệng là bị lở á. À. Nó dây dây như vậy, dây lá mơ mình vậy đó. Nó giang vậy đó. Mà nó chua dữ lắm à. Cái lá mơ dằn dưỡng Út có. Lá mơ mà ăn thịt chó à? Mình chấm với nước cốt làm nước mắm với tương á. Nó ngon lắm. Nước lẩu này ngon. Hết nữa thấy không nhá nào. Đắt mà. Còn trong nồi nhiều lắm. Nó sắc xuống rồi. Hôm nay ăn nồi này ngon thật chứ. Ngon. Sẽ ngon. Đó quá. Còn thôi ạ. No hả? No. Trời bao nhiêu bún rồi. Anh ăn nữa thôi. No. Rồi thôi anh. Rồi. Rồi cả nhà ơi, lẩu gà chanh ớt của gia đình mình xong rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Cả nhà xem xong, cả nhà thích clip gà chanh ớt của mình thì hãy cho gia đình mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Đợi rồi nha. Ăn ăn mặn à. Rồi. Bẻ được không? Rồi miếng này đi. Đây. À, lấy bẻ cho. À mình lấy. Ăn này cũng ăn cũng được thôi chứ không ngọt không nha. Không ngọt bằng mặn đầu đá. Mặn đầu đá mới ngọt chứ. Đá giờ hiếm lắm ơi. Mà không phước. Tại giờ la số mặn mặn trồng mặn này không à? Mặn này nó trái nó riêng á mẹ, cái mình bao nó dễ. Còn cái mặn đầu đá nó chùm á dễ rụng lắm. Hồi đó với bà nội chồng nhóc chưa. Giờ chú sâu phá chưa? Rồi. Nó ngọt. Mà sâu nó ưa lắm. Chiều chiều ra con ương mấy cái dưa leo qua. Mẹ vô phân cho con rồi đó. Chồng nhiều cái mẹ súp bây giờ dòng với con xạ cao tầng ôn nha. Mua bẻ ngoài trống rồi lắm. Xạ này chắc qua Tết mới ăn chứ không kịp rồi. Tết nè, ăn ngán lắm.